Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ. Với tiếp tục là một cái căn nhà mà lần trước cũng đã lên video rồi, nhưng mà bây giờ á thì vừa mới trang trí nội thất lại cho mình luôn, vô sofa, vô giường, tủ quần áo này kia đồ ha anh chị, và nằm trong khu dân cư Phát Hải nha. Một cái căn nhà với diện tích ngang 5 và dài là 18m, và điều đặc biệt ở đây là có giảm giá luôn nha anh chị. Đó, lúc trước đó là 3.400.000, nay còn giảm giá cho anh chị nữa ha. Rồi, với một cái căn nhà nằm ngay mặt tiền đường đó, hai bên vỉa hè đầy đủ cho anh chị luôn. Và cái căn nhà hôm nay thì Vũ giới thiệu là cái căn nhà mà xây chất lượng nhất khu này, với một trệt một lầu nha anh chị. Đây, và riêng với căn nhà này thì được ốp lát gạch vỉa hè đầy đủ cho mình, bên hông thì có bóng cây luôn anh chị. Vị trí của căn nhà thì anh chị đã biết rồi, khu Phát Hải thì một cái khu chợ gần chợ Gò Đen nha, và gần với lại là đường quốc lộ 1A, gần với trục đường 835B luôn, và từ đây đi ra chợ Bình Chánh chỉ khoảng là 3-4 phút đi xe thôi nha anh chị, khá là gần. Với một cái khu dân cư hiện hữu, đường nhựa thông suốt với nhau nha anh chị, và được sắp xếp thành hình bàn cờ cho mình rồi, và hệ thống cây xanh ở đây thì cũng đã phát triển tươi tốt, làm cho cái không gian sinh hoạt sinh sống của mình nó trở nên mát mẻ hơn. Từ đây mình đi ra ngoài công viên anh chị, cái công viên ở ngay cuối đường này thì chỉ khoảng là 100m thôi ha anh chị ha, chỉ qua 2-3 cái cây nữa thôi là tới công viên rồi ha. Đó, khá là gần luôn. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây thì cũng đã làm sẵn tiện cho mình hết rồi, và hệ thống đèn đường ở đây thì cũng bật, lúc nào cũng bật nha, vào ban đêm anh chị lúc nào cũng bật đó. Rồi, ở đây thì khu dân cư mình hiện hữu và một cái căn nhà, còn chỉ còn một căn duy nhất thôi nha anh chị, với giá là hơn 3 tỷ xíu thôi. Cái phần sân của mình, ở phần nền nhà của mình được làm cao hơn so với khoảng sân thì khoảng 2,5 tấc rồi nha anh chị. Và đây không gian phòng khách, đây một căn nhà có một không gian phòng khách rất là rộng luôn anh chị, trên trần lâu phong thạch cao với làm theo kiểu là cổ điển nha. Đó, phía sau thì làm tranh lụa dán tường này kia đồ luôn, và những cái tấm thạch cao làm đèn hắt hai bên nha anh chị, nhìn cũng khá là đẹp. Đó, ở dưới thì có một cái viên gạch thảm nữa nè, và mọi tặng cho mình một cái bộ sofa luôn, một bộ sofa da và một cái bộ bàn nha. Bộ bàn thì cũng có rất là nhiều học trong đây luôn anh chị ha. Bên đây thì cái vách tivi được dán tranh lụa cho mình rồi nha anh chị, và không gian cầu thang thì cũng làm rất là đẹp luôn. Cầu thang mình á là làm cái bảng bạc rất là to luôn anh chị. Ở giữa thì có không gian giếng trời luôn, như anh chị có thể nhìn lên ha, thì không gian giếng trời được làm rất là cao đó. Cầu thang thì đá hoa cương trắng, đá hoa cương đen ha, và hai bên thì kính cường lực nha anh chị. Không gian dưới chân cầu thang này thì mình cũng có thêm một cái tấm ốp PVC nữa nha, đây một tấm ốp PVC nha anh chị. Và tiếp theo chính là không gian bếp nhà mình, đây một không gian bếp cũng khá là rộng luôn. Đây, bếp thì tủ bếp dưới nè, tủ bếp trên, tủ này là tủ là bằng gỗ thiệt nha anh chị, không bị ẩm mốc theo thời gian nha, và có đi cho mình cái hệ thống đèn led cho mình luôn rồi, và có luôn một cái bộ bàn ăn 6 ghế nha anh chị. Đây một bộ bàn 6 ghế ha. Cầu thang á, thì được làm liên thông như thế này, nó tạo cho mình một cái không gian rất là thoáng nha. Đó, bên hông á, thì mình cũng có một cái bức tranh nè, những cái bức tranh này á, thì những cái cành cây được ngã màu vàng nha, đó rất là đẹp luôn anh chị. Ở trên đó thì mình có một cái không gian làm không gian trần á, thì được làm bố trí cho mình một cái cây đèn chùm nha anh chị. Đó, bếp thì cái chỗ rửa này đó, bên đây á, thì cái chỗ đồ úp đồ cũng ở không gian này nha. Rồi, tiếp theo thì mình không thể thiếu chính là không gian phòng ngủ ngay bên dưới tầng trệt đây. Phòng ngủ thì được trang bị hệ cửa gỗ luôn nha anh chị, cửa nhà thì cửa gỗ hết nha. Đây, trang trí cho mình một cái giường luôn rồi, và hệ tủ luôn, vách đầu giường cũng làm sẵn cho mình, và không thể thiếu chính là một cái cửa để thông ra ngoài cái sân phía sau ha, cái giếng trời phía sau nha anh chị. Trên thì trần lâu phong thạch cao theo kiểu đơn giản nha. Đó, hệ thống dây ống đồng máy lạnh của nhà này thì được đi sẵn rồi nha anh chị. Rồi, tiếp theo nè thì cái lối đi ra ngoài cũng được trang trí tranh dán tường, tranh lụa hết nha anh chị. Đó, nhìn nó rất là ấm cúng. Tiếp theo thì mình còn thêm một cái không gian sân sau, giếng trời phía sau đây. Ở dưới thì ốp lát gạch 600 mà 30-60 hết rồi anh chị, và ốp đá nha, nguyên mảng tường này được ốp đá cho anh chị luôn. Đó, có trang trí những cái bức cái cây này kia rồi nữa anh chị. Đó, rồi gạch chân tường thì được làm cao hơn là 1m8 rồi nha, gạch chân tường làm cao 1m8. Một cái bức tường làm ốp bằng những cái viên đá hoa cương ha, những cái viên đá tự nhiên nha anh chị. Đó, và có những cái bậc để mà mình trồng những cái cây ở đây nha anh chị ha. Và không gian nhà vệ sinh thì được đặt cuối đây. Đây anh chị,
không gian nhà vệ sinh, bồn cầu nguyên khối nè, vòi hoa sen nóng lạnh đầy đủ luôn, và lavabo ha. Đó, và cửa dùng hệ cửa nhôm cho anh chị luôn. Và bây giờ cô chú anh chị cùng nhìn lại tầng trệt của căn nhà, sau đó mình lên lầu để khám phá những không gian tiếp theo nha. Ngang trên lầu quá thì được làm rất là ấm cúng luôn anh chị. Có một cái kệ dọc cái lỗ mở cầu thang mình đó, mình trang trí sách rồi trang trí cây cối đồ nho nhỏ ha. Và kế bên nó chính là không gian giếng trời ha, một không gian giếng trời tích hợp vô chỗ cầu thang nha anh chị. Và phía sau đây á, thì mình còn thêm một cái không gian phòng sinh hoạt chung nữa, một không gian phòng sinh hoạt chung rất là ấm áp luôn đây đó. Với không gian phòng sinh hoạt chung này thì ở đây á, thì mình có tủ, có một cái bộ sofa nè ha, đó ngồi đây. Và bên kia á, thì mình cũng có cái hệ kệ tivi cho mình rồi, vách PVC phía sau ha. Và chỗ này á, thì mình cũng có những cái tủ nè được âm phía trong đây đó, những cái tủ âm phía trong đây nha anh chị, thì làm cho cái không gian mình nó trở nên gọn gàng hơn. Rồi có thêm một cái kệ tủ ở đây nữa. Và phía sau này á, thì không thể thiếu chính là không gian phòng ngủ cho cô chú anh chị luôn nha. Đây, với một cái không gian phòng ngủ có luôn là giường ngủ rồi kệ táp đầu giường, phía sau á, thì có cửa sổ phía sau luôn đó. Rồi có luôn cái nhà vệ sinh luôn nha anh chị. À, tủ á, thì được âm trong tường hết luôn rồi anh chị. Đây, một cái hệ tủ được âm trong tường đầy đủ cho anh chị luôn. Tủ quần áo ha, bên đây tủ quần áo ha. Và nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì có dùng hệ rèm cầu vòng cho anh chị luôn nha. Đây, với một cái nhà vệ sinh á, thì bên đây là vách kính nè. Chỗ này á, thì mình có thêm một cái tấm vách kính tấm đứng nữa, sen xuồng nè anh chị. Bồn cầu nguyên khối, rồi hoa sen, lavabo đầy đủ, và dùng hệ cửa nhôm kính cường lực phủ mờ. Đây, và dĩ nhiên rồi, cái cửa phòng của mình á, thì dùng cũng hệ cửa gỗ luôn anh chị. Đây, rồi phía sau luôn nha. Đây, đó, không gian khá là thoáng nha anh chị. Và không thể thiếu chính là một cái nhà vệ sinh được sử dụng chung với không gian sinh hoạt chung nha. Đây, nhà vệ sinh thì cũng có bồn tắm đứng, vòi hoa sen, sen xuồng, rồi có thêm bồn cầu lavabo đầy đủ và dùng cũng hệ cửa nhôm luôn. Trong đây á, thì mình còn thêm cái căn phòng phía trước đây, đó cũng cửa gỗ luôn nha anh chị. Và phía trước á, thì cũng có giường, quần áo, tủ này kia đồ đầy đủ cho mình luôn. Và có luôn cái dây ống đồng máy lạnh luôn, đèn ngủ lắp đặt sẵn, trên cũng trần lá phong thạch cao. Tủ thì cũng rất nhiều ngăn nha anh chị. Đây, đó mỗi bên thì cũng có rất nhiều ngăn bên trong nha anh chị ha. Rồi, và hai bên thì có hai khung cửa sổ và thêm một cái cửa để đi ra ngoài ban công. Phía ngoài ban công này á, thì được làm bằng sắt mỹ nghệ nha, nhìn cũng rất là nghệ thuật luôn anh chị. Và đây không gian sinh sống phía trước, nhìn từ trên cao của nhà mình đó anh chị, nhìn thành Vũ thấy rất là thoáng và rất là mát ha. Cũng có cây xanh, cũng có đèn đường, cũng có hệ thống chữa cháy, có vỉa hè. Và ở đây điều đặc biệt đó là rất an ninh nha cô chú anh chị. Đó, rồi anh chị nào quan tâm căn nhà này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Bây giờ xin tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà. Căn nhà trong khu dân cư Phát Hải nha anh chị, với diện tích bề ngang là ngang 5m và dài 18m, và nhà mình đúc thật 100% nha anh chị ha. Được thiết kế là một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, và có sân phía trước nè và có sân phía sau nha anh chị. Với giá là hơn 3 tỷ nha. Anh chị chỉ cần trả trước là khoảng 1 tỷ rưỡi thôi, phần còn lại thì ngân hàng có thể cho anh chị vay nha. Nhà hướng Bắc nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số là Thành Vũ nha. Và căn nhà mình giá là 3 tỷ 300 triệu nha. Giá trên là giá full hoàn toàn và còn thương lượng bất lọc và chính chủ cho cô chú anh chị nữa nha. Đó, Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.